Khi nói đến cơm gà thì người ta phải nhắc đến cơm gà Hội An. Cơm gà Hội An là một loại cơm gà mà khi nấu lên á thì nó rất là cầu kỳ nhưng mà nó rất là ngon, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay Mạc Lâm sẽ từng bước trình bày món cơm gà Hội An, một món mà Mạc Lâm thấy rất là thích thú và nó không thua kém gì, thậm chí nó có ngon hơn, đậm đà hơn và nó nhiều màu sắc hơn cơm gà Hải Nam của người Trung Quốc. Bây giờ mời quý vị theo dõi. Quý vị nhớ là chúng ta cần phải trụng con gà trước. Trụng nó để mà cái da của nó săn lại, để nó không có bị rách khi mà chúng ta luộc. Mà vì vậy cho nên, vì trụng cho nên không có nước, không có sôi. Nó chỉ tiêm lửa như vậy thôi, thì quý vị bỏ con gà vào. Quý vị trụng nó thì cái da nó sẽ săn lại. Quý vị thấy là da nó sẽ săn lại và nó phồng lên. Quý vị thấy nó đã phồng lên, thấy quý vị? Nó phồng lên như vậy rồi chúng ta vớt nó ra và chúng ta bắt một nồi nước khác cho nó sôi để nó nấu gia vị. Bây giờ để chuẩn bị cái nước lèo, nước dùng của luộc gà đó, thì chúng ta sẽ có vật liệu sau đây. Là quý vị có một củ hành hương và quý vị để như vậy bỏ vào thẳng vào nồi nước lèo luôn. Một củ hành tây cắt làm đôi và quý vị cho 3 lát gừng hơi dày một chút xíu. Gà nó đi kèm với gừng, không thể nào thiếu gừng được quý vị. Rồi còn riêng về nêm nếm đó, thì chúng ta có 20g đường phèn. 20g là khoảng một muỗng canh đường phèn. Chúng ta có một muỗng cà phê bột ngọt, khoảng 10g bột ngọt. Chúng ta có 30g muối, tức như là một muỗng rưỡi canh. Chúng ta có 25g đường, cũng tương tự vậy, cũng một muỗng rưỡi canh, nhưng mà ít hơn một chút xíu, đường 25g. Quý vị để ý là khi nước nó sôi lên á thì quý vị hạ lửa xuống khoảng medium, tức như là trung bình á, lửa trung bình, và bỏ con gà vào trong vòng 30 phút, cứ lửa đó bỏ vào. Quý vị đừng có đậy nắp, quý vị vớt bọt thôi, đừng có đậy nắp. Đúng 30 phút sau, quý vị đậy nắp tắt lửa để cho nó 20 phút nữa. Đó là cách luộc của cơm gà Hải Nam. Cách luộc này, con gà nó mềm, thịt nó mềm, nó ngọt và nó sẽ không có bị chai như là cách luộc mà chúng ta để lửa quá lâu, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta bỏ gà này vào. Phần cơm đó thì chúng ta cần phải rang gạo trước và sau đó là chúng ta dùng cái nước luộc gà bỏ vào trong cái nồi cơm điện và nấu bình thường. Chúng ta bắt lửa lên cho chảo thật nóng. Gạo thì quý vị vo gạo và để cho nó ráo nước nha quý vị. Phải vo gạo trước cho nó sạch gạo rồi mới bỏ vào. Bây giờ chảo nóng chúng ta bỏ vào một miếng dầu. Ít dầu thôi, không cần nhiều, tại vì khi chúng ta rang gạo đó thì nó mượn cái sức nóng của cái chảo để mà nó dầu cái gạo nó chín chứ không cần tới dầu. Và bây giờ dầu, khi mà dầu nóng lên là việc đầu tiên là chúng ta bỏ một ít salad vào. Và kế đó là tỏi. Tỏi và salad nó làm cho gạo nó thơm lên quý vị. Và quý vị bỏ giùm cho Mạc Lâm bột nghệ thôi, không có nhiều quá. Tại vì nhiều quá đó, đó như đây vậy thôi nè quý vị. Tại vì nhiều quá thì nó ra cái màu vàng rất là đậm. Cho nên chúng ta chỉ cần nhạt nhạt vậy thôi. Và bây giờ bỏ gạo vào. Lúc này thì mới bỏ lửa, hạ lửa xuống và quý vị bắt đầu rang. Rang cho nó lâu một chút xíu cho nó khô cái miếng gạo lên là được. Vâng, bây giờ chúng ta đã có một loại gạo đã rang xong. Quý vị thấy nó rất là khô. Và bây giờ chúng ta chỉ việc bỏ vào cái nồi mà chúng ta thường nấu cơm đó quý vị. Và đổ cái nước luộc gà lên trên như là chúng ta đổ nước lạnh để nấu một nồi cơm thường thôi. Thưa quý vị, chúng ta đã đậy nắp nồi lại. Sau khi gà được 30 phút, chúng ta đậy nắp nồi lại 25 phút nữa. Thì bây giờ chúng ta dỡ ra và chúng ta vớt gà ra quý vị. Trong khi chờ gà nguội để mà ra thịt, thì chúng ta bắt đầu lấy nước này để đổ vào cái gạo đã rang đó quý vị. Thì cũng như Mạc Lâm đã nói là quý vị chỉ cần đổ bình thường
như là nấu cơm thường thôi chứ cũng không có cần, nhưng mà ít nước hơn một chút xíu, tại vì gạo nó đã được rang đó, cho nên nó có thể mình làm ít nước hơn bình thường một chút thôi, chứ nếu không thì nó khô quá cũng không ngon, nhưng mà nếu mà đúng như bình thường nó sẽ bị nhão. Vâng, chúng ta đã nấu cơm, đã luộc gà và bây giờ cái khè nó đã nguội, bây giờ chúng ta có thể ra thịt để một lát nữa là trộn gỏi chung với cơm. Thì ra thịt gà rất đơn giản quý vị, chúng ta đầu tiên thì chặt cái cổ ra và chúng ta ra cái cánh đó. Cánh thì chúng ta bẻ ngay cái xương cánh như vậy quý vị, hai bên cánh đều như vậy hết. Đây là hai bên cánh, đùi thì để sát chân như vậy. Chúng ta có thể lấy hết cái phần này đùi luôn, đây là phần đùi này luôn. Về phần cái ức của gà đó quý vị, đây là cái ức của nó nè, quý vị có thể xẻ qua bên sát ở cái xương ức đó, nhưng mà không có xẻ xương, xẻ sát hai bên, chừa lại cái xương chính giữa và chúng ta nghiêng lại. Quý vị có thể thấy đây là chúng ta lấy nguyên cả thớ thịt này luôn, đây lấy nguyên cả thớ thịt này luôn, và chính giữa này nó có một cái, có một lằn thịt chính giữa đó là chúng ta cũng lấy ra luôn. Riêng về phần đùi gà chúng ta cũng lấy xương ra nha quý vị. Cái đùi đó khi mà chặt ra như vậy chúng ta cứa chung quanh nó và xẻ thịt nó dọc theo cái xương là chúng ta có thể lấy thịt ra được. Vì cái gà Hội An này đó người ta không có ăn với xương mà tất cả đều là ra thịt hết, nạc ra, da ra da, và những cái thịt vụn đó thì họ bỏ vào để mà làm gỏi đi chung với lại cơm. Thì sau khi chúng ta ra thịt như thế này, để một lát nữa chúng ta sẽ trình bày lên dĩa chung với lại những cái loại khác. Bây giờ cái cơm gà Hội An nó có một cái đặc biệt, đó là nước mạ. Thì người ta nói nước mạ là cái lòng gà họ cắt ra, họ xào lên. Thì thật ra nó cũng đơn giản, cũng lòng gà thôi. Thì bây giờ chúng ta cũng làm lòng gà xào để gọi là nước mạ của Hội An thưa quý vị. Vâng, khi chúng ta mở lửa lớn lên cho nó nóng chảo và đổ dầu vào để bắt đầu làm nước mạ thưa quý vị. Cũng đơn giản thôi chứ cũng không có. Thì có người đó làm nước mạ này bỏ vào và dầu điều vào, nhưng Mặt Lâm nghĩ không cần thiết bỏ dầu điều đâu. Tại vì cái cơm nó đã vàng, gà nó đã vàng thì nước mạ để cho nó cái màu bình thường nó cũng tốt rồi. Trước tiên chúng ta cho một chút xíu salad vào, một chút xíu tỏi, thì lòng mề đó quý vị bỏ vào chúng ta xào. Chúng ta bây giờ bỏ gia vị là bột ngọt, thì chúng ta bỏ 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, đường 1 muỗng cà phê đường, muối nửa muỗng cà phê muối, và chúng ta bỏ một chút xíu tiêu cho nó thơm quý vị, một chút xíu tiêu thôi. Nó xào một lát nữa thì cho một chút xíu nước lèo mà hồi nãy quý vị luộc gà đó, cho vào một chút xíu cho nó mau chín. Vâng, cái nước mạ này đó thì lòng gà gồm có mề, gan, tim, quý vị muốn bỏ bao nhiêu thì tùy ý. Và cái này chúng ta không nói tiếng nước mạ, nhưng mà chúng ta không có xài nước, chúng ta chỉ có xào cho nó chín như vậy rồi bỏ ra. Vâng, bây giờ chúng ta trộn nó vào một ít cái salad mà chúng ta cắt mỏng đó, chúng ta trộn chung nó vào, rắc một ít tiêu lên, vậy là xong quý vị. Một lát nữa chúng ta sẽ để nó ra dĩa. Bây giờ tới phần nước mắm đó, thì Mặt Lâm làm cái nước mắm gừng theo truyền thống. Cái nước mắm gừng này thì gừng và tỏi và ớt sừng nữa quý vị, chứ đừng có xài ớt hiểm nó rất là cay.
với lại đường thốt nốt. Quý vị có thể tùy gia giảm từ mỗi thứ một ít theo cái sở thích quý vị, và cuối cùng nặn chanh, nước mắm và một chút xíu nước vào. Bây giờ cái gỏi này của chúng ta đó thì thay vì làm bằng củ hành trắng thì Mặc Lâm muốn làm củ hành tím này. Thứ nhất là nó không có hăng, thứ hai là cái màu nó cũng đẹp nữa. Và bên cạnh đó Mặc Lâm làm bằng bắp cải trắng chứ không có làm đu đủ. Tại vì đu đủ đó thì nó không có hợp với con gà. Thì gà nó thường thường đi với bắp cải nó hợp hơn. Thì để làm cái nước chua ngọt ở đây đó thì Mặc Lâm có một muỗng cạn canh đầy giấm, một muỗng cà phê đường pha vào đây quý vị. Mình pha trực tiếp vào đây và trộn với lại nó tốt hơn. Mà bột ngọt thì quý vị cũng thấy là có một cái đầu muỗng nhỏ xíu thôi, bột ngọt. Và muối, nửa muỗng cà phê muối chúng ta bỏ vào đây. Tất cả chúng ta quậy lên. Và quý vị nhớ rằng đừng có quên nước mắm, tại vì nước mắm là cái món để làm cho gỏi nó dậy lên. Thì chúng ta cũng cho nửa muỗng cà phê nước mắm thôi. Vâng, vô đây thôi quý vị. Bỏ chung vào đây, chúng ta quậy lên. Và chúng ta rưới lên trên cái gỏi này trước. Chừa lại một chút nữa. Chừa lại một chút để một lát nữa chúng ta sẽ bỏ gà vào, chúng ta trộn sau. Khi mà rưới vào như vậy đó, thì nó sẽ thấm vào cái bắp cải và tất cả cái thứ này đó, nó thấm với nhau. Bây giờ là lúc chúng ta bỏ gà. Gà là hồi nãy là những gà vụn đó, quý vị đang nhớ đó, gà vụn chúng ta bỏ vào luôn. Cái phần mà nước chua ngọt hồi nãy đó mà chúng ta ấy đó, chúng ta rưới lên con gà này thôi. Bây giờ đây là rau răm đó, Mặc Lâm nó cắt nhỏ ra, mà bây giờ chúng ta trộn lên đây. Bây giờ lại trộn nó một lần nữa. Cuối cùng chúng ta cho tiêu luôn quý vị. Và món gỏi của chúng ta đã xong. Những cái vật liệu này đó quý vị có thể gia giảm. Quý vị thích cái điều gì đó, cái món gì đó quý vị có thể bỏ vào. Nhưng mà cái hai cái vật liệu chính yếu là con gà và cái cơm đó thì chúng ta không thể thay đổi được. Cũng như nước mắm chúng ta có thể thay đổi được theo cái kiểu của chúng ta. Rau thơm cũng vậy. Và bây giờ thì Mặc Lâm sắp ra đĩa. Vâng, thưa quý vị, bây giờ là chúng ta đã có một dĩa con gà Hội An hoàn chỉnh. Thì chính giữa là cơm, chúng ta có thể trình bày vừa rau răm, rồi gỏi, rồi thịt gà luộc, thịt gà mà còn nguyên mãn đó. Lòng gà đã được xào lên qua nước mạ. Rồi chúng ta cũng có củ cải trắng và cà rốt ngâm chua, chúng ta có da gà để riêng và đặc biệt cũng có nước mắm gừng. Đây là một đĩa cơm hoàn chỉnh của Hội An và mong rằng quý vị sẽ có một bữa cơm ngon chiều nay.